sản xuất than hoạt tính nanofresh. Nanotechnology and production process of nanofresh activated carbon. Các bạn xem quy trình làm than hoạt tính nanofresh từ gáo dừa nhé. Đây là dây chuyền trong nhà máy hiện đại. Gáo dừa. Đây là mẫu hộp than hoạt tính nanofresh mới, rất tiện dụng đó anh ơi. Yes. Các bạn xem quy trình làm than hoạt tính nanofresh từ gáo dừa nhé. The nanofresh shipment is ready to go. See you soon. Gáo dừa khô được đưa vào máy để nung, nghiền và hoạt hóa. Coconuts. Through intense nine. Than hoạt tính nanofresh sản xuất theo công nghệ nano hiện đại, có độ hút ẩm và khử mùi cao. Ở đầu ra, than hoạt tính được. Ok. Đây là mẫu hộp than hoạt tính nanofresh mới, rất tiện dụng đó anh ơi quá. Ok, hay quá, nanofresh. From the heart of the coconut, fire awakens millions of microscopic pores. Inside this compact nanofresh bag, each grain of activated charcoal becomes a natural magnet for odors and excess moisture. Hang it in your car to keep the air crisp. Slip it among your clothes. Bạn muốn chiếc xe luôn thơm mát, tủ quần áo sạch sẽ khô thoáng, cốc nuôi thú cưng hay tủ lạnh hết mùi khó chịu? Túi than hoạt tính nanofresh, giải pháp khử mùi, hút ẩm từ vỏ dừa tự nhiên, công nghệ sạch của Nanocup. Nanofresh khử mùi hút ẩm nano. From the heart of the coconut, fire awakens millions of microscopic pores. Inside this compact blue box Nanofresh, each grain of activated charcoal becomes a natural magnet for odors and excess moisture. Hang the sleek black bag in your car to keep the air crisp. Slip it among your clothes. Pure activated carbon. Pour it into every Nanofresh box for maximum absorption. Pop it in your fridge, drop it in your car, and unwanted odors disappear.